thì mình không tưởng tượng cái số lượng quá đông. Thưa giáo sư, thì trong cái cuộc chiến trước năm 1935, tức là khi mà thất thủ ở Sài Gòn đó, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ ở vùng cao nguyên, tức là Ban Mê Thuộc, và sau đó là ở miền Trung. Thì có người cho rằng là bỏ đây là một cái chiến thuật rút quân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cũng có người cho rằng đây là cái lá bài tẩy của Tổng thống Thiệu đối với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ cho rằng là bây giờ thì không viện trợ nữa, cho nên bỏ để cho Hoa Kỳ sợ có thể viện trợ trở lại. Và tới lúc bây giờ thì giáo sư giải thích như thế nào về cái giải ảo về cái vấn đề này, thưa giáo sư? Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý thính giả của đài Việt TV. Vâng, đây là một câu hỏi lớn của lịch sử mà chúng tôi cũng đã có dịp giải mã ở trong cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu. Tại vì thế này, là cái tháng 3 đấy, cái tháng 4 là chúng tôi ngồi sát bên ông Nguyễn Văn Thiệu. Đấy, tức là hầu như là hàng ngày làm việc với ông ấy, thì biết rất rõ cái chuyện này. Rồi ngày nào ông ra cái lệnh gì là tôi có biên xuống hết. Lúc cái họp, có những ai họp mà tôi không hiểu sao mà tôi không phải là quân sự mà ông cứ gọi tôi đi họp. Thì tức là có lẽ tại vì tôi lo về vấn đề quân viện chẳng hạn, vấn đề viện trợ. Đấy, thì chỉ có ngoài phía dân sự thì chỉ có Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và tôi là kế hoạch và là coi như là một giúp cho ông ấy. Thì thưa anh, chúng tôi ngồi bên ông ấy và sau này có phỏng vấn ông rất kỹ về cái chuyện mà rút Pleiku. Đấy, ở ngoài cũng như anh nói đều cứ nói là tháo cây Mỹ với lại thế này thế kia. Nhưng mà sự thật là không phải như vậy. Ông ấy nói rất rõ là vì sau khi Ban Mê Thuột, mất Ban Mê Thuột, đấy. Và cái chuyện Ban Mê Thuột đó thì nó cũng là một cái chuyện khác nữa, nó dài lắm. Nhưng mà đại khái ở Ban Mê Thuột đấy thì ông ấy họp ở Cam Ranh. Đấy, thì có ông Tổng thống Thiệu, ông Thủ tướng Thiêm, ông Tướng Phú và ông Đại tướng Cao Văn Viên. Đó, thì nói về cái chuyện mà Ban Mê Thuột đấy. Và khi mà, tức là rút Pleiku đó. Ở trong Dinh Độc Lập lúc bây giờ bàn là không biết là có nên lấy lại Ban Mê Thuột hay không. Đấy. Thì ông Thiệu ông bảo là Ban Mê Thuột là cái chỗ rất quan trọng. Đấy. Thì ông ấy bảo rằng ở, ông kể lại cho tôi chứ tôi không có ở Cam Ranh. Ông bảo là ở cái họp Cam Ranh tôi ra hai lệnh chứ không phải một lệnh. Cái lệnh thứ nhất là rút khỏi Pleiku để giữ được hai sư đoàn. Tại vì ông bảo là nếu mà bây giờ mình chỉ còn có quân hết quân rồi, chứ còn có hai sư đoàn đóng ở khu đó là hình như 22 với 25 gì đó, tôi không nhớ tên sư đoàn, nhưng mà chắc anh em quân đội còn nhớ đấy. Ông bảo là rút được hai cái sư đoàn ấy ra khỏi Pleiku để mà thứ nhất đánh bọc lại lấy Ban Mê Thuột. Đó là cái hay nhất. Còn nếu đó mà ở ngoài này ông bảo ở ngoài này mà ông trưởng còn đang cứng cát á, thì mình đánh bọc lại lấy Ban Mê Thuột. Còn nếu mà ông trưởng bắt đầu đuối rồi thì mình lấy hai sư đoàn này để mà yểm trợ cho ông Ngô Quang Trưởng, là vì mình không còn quân dự bị, không còn quân chuẩn bị. Mà nói đến quân chuẩn bị thì nó buồn lắm, thấy không? Chính ông cũng đã sai tôi đi bao nhiêu lần năn nỉ Mỹ xin trang bị hai sư đoàn, kể cả từ xếp Midway ông đã xin Mỹ thêm hai sư đoàn chuẩn bị, một sư đoàn dù và một thứ sư đoàn thủy quân lục chiến để mà có quân chuẩn bị. Chứ bây giờ chỉ có hai sư đoàn đánh đây được, cứ bóc ở đây tức là mobility trực thăng, thế rồi bây giờ có ông dù với ông thủy quân lục chiến thì cứ hết bốc chỗ này đưa chỗ kia thôi. Thành thứ ra bây giờ kẹt cứng, ông bảo là chỉ còn có hai sư đoàn quý thì phải lấy ra rút khỏi Pleiku để mà đánh bọc lại lấy Ban Mê Thuột là cái option hay nhất. Tại vì Ban Mê Thuột là cái chỗ ai cũng nói là quan trọng nhất Đông Dương, để mà từ thời Tây thì tôi cũng chả hiểu sao, nhưng mà nó cao đó.